Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Sony 1 Mark 4. Thì con này nó là bản Nhật các bác nhé. Nó là bản nhà mạng Docomo này các bác này. Đây, các bác có thể thấy này. Tuy nhiên ấy, thì cái con này nó vẫn có hai SIM các bác nhé. Nó là một SIM vật lý và một eSIM. Thì tất cả các chức năng của con này thì nó đều bình thường hết và không hề có lỗi lầm nhỏ nào các bác nhé. Nó còn áp suất và còn L1 luôn các bác nhé. Đây, em cho các bác xem luôn. Đây. Đây, còn L1 các bác nhé. Và áp suất cũng còn luôn, để các bác nào mà kiểu là quan tâm đến áp suất ấy thì các bác cũng có thể quan tâm. Đây, các bác chờ tí, nó cái app này nó load hơi lâu. Rồi, tạm thời là bỏ cái đấy đi. Tí nữa em quay lại nhé. Thì pin của con này ấy, thì đây dành cho bác nào mà thích tính toán cái pin. Tại vì lên cái đời 1 Mark 4 này là Sony người ta không làm cái để cho người dùng biết được là cái số pin còn lại ấy. Để, ví dụ như các bác dùng lệnh này đúng không? 7 3 7 8 4 2 3 thằng sau. Đây. Mỗi chữ cái lệnh này đúng không? Mỗi khi các bác hay kiểm tra bằng này nhưng mà bây giờ là nó không có nữa, cho nên các bác cũng không kiểm tra được. Đấy, thì thực sự là em cũng nghĩ là các bác chả cần phải kiểm tra đâu, tại vì lên cái đời 1.4 này pin nó 5.000 rồi, nó cũng khá là ngon rồi. Đây, còn đây là cái áp suất cho các bác nha. Các bác để ý cái dòng Pressure này, Pressure này này, đấy đang là 101.104.9 nha các bác nhìn này. Đấy, nhảy rất mạnh nha các bác nha. Đấy, cho các bác yên tâm. Thì bảo đảm cho các bác là cái con này nó không hề có cái lỗi lầm gì cả. Đây, SIM đây, kết nối mạng này, SIM này, đây này, có eSIM nữa nhé. Đấy, tải xuống eSIM này. Đây, đấy, cho nên các bác yên tâm nhé. Bác nào thích dùng hai SIM thì vẫn có thôi. Tuy nhiên thì em cũng biết là nhiều bác để thích hai SIM vật lý, nhưng mà em thì xem thấy là hai SIM vật lý hay SIM một eSIM một vật lý thì nó cũng như nhau thôi, chả có vấn đề gì đâu các bác. Các bác nhiều khi quan trọng hóa vấn đề quá. Rồi, thì con này nó có bộ nhớ trong ấy, nó là 256 và RAM nó là 12 GB các bác nhé. Đây, các bác thấy không? Đó, ở trong này. Đó, 256 này. Rồi, ok, thì nói chung ý, là con này đại khái ý, là cái cấu hình nó là 12 GB và 256 bộ nhớ trong đấy, và có hai SIM đấy, bản Nhật Docomo đấy, và tất cả các chức năng của nó đều bình thường, không có hề lỗi lầm gì cả. Quan trọng là bây giờ em chỉ có show cho các bác cái ngoại hình của để cho các bác dễ biết để mà các bác lựa chọn thôi, các bác ưng cái ngoại hình không hay thôi thôi. Đây thì em sẽ show cho các bác trước tiên là cái mặt lưng này. Thì cái mặt lưng này thì đương nhiên là cái lưng của nó còn khá là ngon. Đây, mặt lưng nó rất là đẹp, không vấn đề gì. Chỉ có cái các bác quan tâm đến cụm camera này. Thì cái cụm camera này nhá, nó có một vết xước ở đây này, đây này. Dọc cái vết ngang này, đấy, vết có như đây, cái ngang này này. Đấy, nó ở chỗ cái đèn flash này. Đấy. Chứ còn ở bên trên này thì nó lại ngon các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Ở bên trên này thì nó rất là ngon, ở bên trên những cái ống kính này nó rất là ngon, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Cả cái ống zoom này, này cũng không hề có vết xước, nó chỉ có vết xước ở cái chỗ bên dưới cái chữ dài này, cái chỗ đèn flash này. Đấy, cho nên là nó không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, cho các bạn yên tâm. Đấy, con này rất là mới thôi. Đây, còn đây là cái cạnh dưới này. Này. Đây các bác. Thì đây là cái cạnh dưới, thì cái cạnh dưới này gần như nó không có vết xước đâu, hoặc là có vài vết xước nó bé bé mà em thật sự em cũng không nhìn ra luôn đấy. Đây, nó có vết ở chỗ cái góc cạnh này, ở cái cạnh sắc này này. Đấy. Nhưng mà nói chung là em thấy là nó cũng không đáng quan tâm, tại vì nó bé lắm. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé. Đó, rất là mới luôn. Đây, em lấy cái một cái đèn khác để soi cho các bác, tại vì em biết là các bác chỉ quan tâm cái ngoại hình thôi, cho nên là cứ phải soi cho các bác xem. Đấy, có thấy không? Rất đẹp luôn. Rồi, còn đây là cái cạnh cạnh trái đây. Thì cái cạnh trái này cũng thế các bác nhé, còn rất là đẹp luôn, gần như là không có vết xước nào cả. Đây, em sẽ sẵn soi cho bác cái đèn pin vào để các bác
biết được cái ngoại hình nó như nào. Đó, rất là đẹp luôn. Cạnh trái này không vấn đề gì. Còn đây là cạnh trên này. Đây. Thì cái cạnh trên này các bác, nó cũng bị hơi hơi xước xước bé xíu ở cái góc sắc cạnh này này. Ở góc này này. Đây. Nói chung là nó hơi khó nhìn nhưng mà các bác yên tâm, nó cũng còn rất là đẹp. Đó các bác nhá. Rồi. Còn đây là cạnh phải này. Đây. Thì cái cạnh phải này cũng thế, còn rất là đẹp các bác nhé, còn rất là đẹp. Thì đương nhiên ấy, cái nút nguồn này này nó kiêm vân tay, cho nên là cái việc mà các bác đời trước ấy, các bác sử dụng thì các bác hay động chạm vào cái phần này, cho nên nó sẽ hơi bong bóng. Thì cái đây điều này thì hoàn toàn là không thể tránh khỏi được các bác. Các bác mà sao chết kỹ quá thì cũng chịu. Này, còn đây là cái phần phim bấm chụp ảnh đây, đấy nó cũng rất là đẹp. Đấy, nói chung là còn rất là đẹp các bác nhé, cái khung viền còn rất đẹp. Rồi. Đây. Còn đây là cái mặt trước đây các bác. Thì các bác cứ yên tâm nhé, cái mặt trước này bảo đảm với các bác là còn rất là đẹp. À, cũng có thể là nó chỉ có một vài cái vết xước lông mèo thôi, tại vì bây giờ ấy, là nó đã được dán một cái miếng cường lực xịn ở đây rồi, cực cực xịn như các bác nhé. Đấy. À, cho nên là em cũng không muốn bóc ra, vì bóc ra thì các bác lại mất công gấp về mua cái miếng này thì nó khá là đắt. Cho nên là các bác yên tâm, cái mặt trước con này còn rất là đẹp, các bác không phải lo. Đấy. Hoặc các bác thích thì bác nào mua mà thích thì em bóc ra cho các bác xem nhé, các bác không phải lo. Còn không thích thì các bác về tự bóc. Đấy, còn các bác cứ yên tâm, cái mặt trước này còn rất là đẹp luôn. Đây này. Nói chung là quay cái kiểu này thì nó cũng hơi khó nhìn, nhưng mà là cứ phải quay để cho các bác biết được là nó còn rất là đẹp, cho các bác yên tâm. Đấy. Đấy, thì về phần ngoại hình của con này thì bảo đảm cho các bác là rất là đẹp, các bác không phải lo nhé, con này cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có mỗi một cái vết xước ở cái kính camera này đấy, đấy mỗi tí cái này thôi, mà nó không có ảnh hưởng gì cả, tại vì nó không vào cái cụm kính, nên các bác cứ yên tâm, không vấn đề gì cả. Và khi mà mua con này thì các bác được tặng một cái ốp lưng này đấy, và ở trong này là các bác còn có một cái miếng, để em gỡ ra cho các bác cụ thể đây. Thì ở trong này các bác còn được tặng một cái miếng cường lực go nữa này, cường lực go xịn nhé, dán cho cái này. Và ở trong này nó có một cái miếng dán mặt lưng nữa các bác này. Đấy, cũng còn khá là ngon. Trong này có đầy đủ những cái khăn lau rồi những cái gạt để các bác dán nhé các bác nhé. Đấy, cho các bác về kéo tay các bác tự dán, hoặc không thích thì bảo em để em tự dán, em dán cho các bác. Nhưng cho em dán thì em sợ hỏng lắm, nhưng mà đây gọi là đồ tặng cho nên em cũng thấy các bác nào mạo hiểm thì để em dán được không sao cả. Rồi, ok. Đấy, tặng thêm cái này các bác nhé, tặng thêm cái miếng go và cái cường lực đấy. À, cũng nói lại cho các bác một lần nữa là pin con này còn rất là tốt nha các bác nhé, tại vì em có thời gian trải nghiệm 1-2 ngày rồi, thời gian chờ rồi em cũng sử dụng xem như này xem kia một tí, em thấy là cái thời gian pin nó còn rất tốt. À, các bác nhiều bác ấy hơi lo lắng là vì cái con này nó chạy 8/1 thì nó vẫn còn hơi nóng. Thì thực ra đúng là nó còn hơi nóng thật, nhưng mà so với cái 858 này nó đã mát hơn rất là nhiều rồi. Đấy, cho nên các bác yên tâm, em đã có thời gian sử dụng cái 8/1 rất là lâu rồi, cho nên em cũng không sợ về việc mà 8/1 nó quá nóng đâu. Thực sự là nó có nóng nhưng mà nó không thể nào mà nó quá nóng mà đến lúc các bác không dùng được như kiểu con 888 đâu, cho nên các bác cứ yên tâm. Đấy. Và hoàn toàn những cái chất lượng mà cái con này nó mang lại thì em cũng không phải là một cái gì đó mà tâng bốc con này, nhưng mà so với cái con S22 Ultra ấy, thì là nhiều anh em mua hàng của em ấy là đánh giá con này nó ngon hơn. Thứ nhất là về về cái chất lượng âm thanh này, rồi về cái độ mượt này. Đấy, ngay cả về camera nhé. À, đương nhiên nếu mà camera các bác mà chụp hình kiểu là chụp auto ấy, thì nó nhiều khi nó không có gì ấn tượng cả, nó không có gì ấn tượng nhiều, nhưng mà nếu bác nào mà biết chụp chỉnh tay một tí thì nó quá tuyệt vời luôn. Mà ngay cả thật sự là em cũng không hiểu là các bác có những cái nhận xét như nào, nhưng mà so với em để auto luôn tất cả, tại vì tất cả từ máy này máy kia, kể cả con S23 em đang dùng này, em cũng chỉ để auto thôi, nhưng mà cái chất lượng con này nó vẫn là ok, vẫn không vấn đề gì cả. Đấy, cho các bác yên tâm.
nhiều bác cứ bảo con này chụp phế vật rồi con này chụp dở như cờ cờ, nhưng mà em cũng chịu, nói chung là đấy là cái tùy tùy cái thẩm mỹ của mỗi người mà, cho nên là nhiều ông ấy thì là cứ muốn là phải tìm ra những cái lỗi này lỗi kia của nó để mà dìm hàng nó, nên là cái này thì cũng chịu thôi, anh nào thích thì mua thôi. Nhưng mà nói thật với các bác đúng là cái Sony nó vẫn là cái gì đó nó không phổ thông ấy, nó giá nó vẫn còn cao và nó không phổ biến được cho đại đa số người dùng đấy, cho nên các bác nếu mà đã mua con này, đã quyết tâm, có nghĩa là đã thích con này, thì nếu mà kiểu như để so sánh thì nó cũng hơi khập khiễng, tại vì so mức giá thì nó vẫn đang còn cao hơn con S2 Ultra mà đấy, cho nên là nhiều khi là các bác cũng hơi đắn đo là vì vậy thôi. Rồi, ok, thì nói chung là nói như thế nó hơi lan man, con này thì bảo đảm cho các bạn không hề có lỗi lầm gì, còn app còn L1 đấy, chỉ là các bác thích cái quay hình hay không, quay hình con này thì cũng rất là đẹp rồi, cho nên nó không có vấn đề gì cả đấy. Ok, bác nào mà cần con này thì liên lạc em ở số điện thoại ở góc màn hình này nhé. Ok, chào các bác.